xe máy cài vui quá. Xe máy cài này ai quyết định mua cái gì nặng nặng thì họ sẽ chuyển ra xe hơi cho mình. Đây là một khu vườn, ai trong nhà có cái thứ gì không xài nữa thì đem ra đây bán đổi nhau, nhiều khi nó thích nó đổi nhau luôn, nó không trả tiền luôn, vui nhỉ. Mua được cái gì trong này xỉu luôn á, nhưng mà vui. Rộng lắm, nguyên một cái mênh mông luôn. Cái này là chỉ là một góc của nó thôi. Phong cách rất là miền quê luôn đó. Ai mà mua cái gì to thì có xe máy cài chở miễn phí ra xe nhà chồng nha. Máy cài chở, máy cài chở miễn phí ra xe. Vui quá à, nhìn cái này lạ lùng ghê luôn á. Tưởng đâu coi trong phim mới thấy, giờ thấy luôn á. Trong khi có ai mà vô đây tìm được đồ cổ ngàn năm trong này luôn là trúng mánh luôn á. Hả chồng? Nếu mà tìm được đồ cổ hả? Quá trời rộng mênh mông mà chả biết mua gì.